Trưa ngày 27 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra, thăm hỏi đời sống công nhân, người lao động trong các khu nhà trọ tại phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách triệt để theo chỉ thị 12. Nếu có cái gì trong gia đình thì nhà báo cáo với lại cơ quan y tế địa phương để xử lý. Trao đổi với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Văn Luyện cho biết, ông đã tạm ngưng công việc thu gom rác gần 2 tháng nay. Gia đình ông cùng ở trọ trong căn phòng nhỏ, chắc chiêu tiết kiệm để chờ ngày đi làm trở lại. Hai vợ chồng ông đã được test nhanh 5 lần và có kết quả âm tính. Nhiều hộ dân trong khu trọ khẳng định tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch, như không tiếp xúc với người khác phòng, chỉ ra ngoài khi đi nhận, mua lương thực thực phẩm thiết yếu. Đồng thời người dân mong muốn được các ban ngành hỗ trợ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lắng nghe những nguyện vọng của người dân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu quận Bình Tân nghiên cứu sử dụng nguồn lao động, bố trí công việc phù hợp trong thời gian cả Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, vì đây là nguồn lao động vô cùng quan trọng đối với địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn đối với vợ chồng ông Đỗ Văn Luyện có thể sắp xếp bố trí công việc thu gom rác trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Đồng chí cũng gợi ý quận có thể bố trí cho ở lại tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo quận Bình Tân mở thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin những khó khăn của người dân để kịp thời hỗ trợ chăm lo. Đặc điểm của quận Bình Tân là có nhiều dãy nhà trọ chật hẹp với lối đi chung có nơi chưa được 2 mét. Phòng trọ khoảng 12 đến 15 mét vuông, với số người ở từ 2 đến 3 người một phòng. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên kêu gọi các chủ nhà trọ hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu giãn cách. Đồng chí cũng mong muốn người ở trọ chia sẻ nỗ lực vượt qua khó khăn lúc này. Trường hợp có người thuê quá khó khăn, chủ nhà hoặc quản lý gọi điện ngay đến chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ.